Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dr. Trần Hiệu. Và hôm nay tôi tiếp tục với bài thoát vị bẹn, nói riêng về phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn. Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn thì bài trước tôi đã nói bài tổng quan rồi. Là gồm có hai cái nội dung hoặc là nguyên tắc, gồm có thứ nhất là phải cắt cái bao thoát vị. Và cái thứ hai nữa là phải tái tạo được cái thành bụng. Thế thì tái tạo thành bụng thì người ta lại chia ra hai cái phương pháp lớn như là tái tạo thành bụng không dùng vật liệu nhân tạo và tái tạo thành bụng có dùng vật liệu nhân tạo. Thế thì không dùng vật liệu nhân tạo người ta lại chia nhỏ thành nhiều phương pháp nữa, và những cái phương pháp này dựa trên cái việc là chúng ta đặt thần kinh ở đâu so với hai với cái bình diện. Cái bình diện sâu đó là cái bình diện của cái gân cơ kết hợp khâu với cung đùi. Còn cái bình diện nông là việc tái tạo của hai lá cân cơ treo lớn. Thế thì đặt thần kinh ở sau hai cái bình diện này có phương pháp Fock, Kemarovski, Spasokovsky, những cái phương pháp này hiện tại người ta không dùng nữa rồi. Đặt thần kinh nằm giữa hai bình diện có phương pháp Bassini và phương pháp Sudais. Đây là hai phương pháp đang được ứng dụng nhiều nhất. Và đặt thần kinh nằm trước hai bình diện có phương pháp Halsted, phương pháp này hiện tại cũng dùng hạn chế. Có một cái ông là ông Mark Vey. Cái ông này ông lại tái tạo như sau. Cái ông này thì cũng là đặt thần kinh nằm giữa hai bình diện, nhưng cái bình diện của ông là cái bình diện sau ấy, ông lại khâu vào cái dây chằng Cooper chứ không phải là khâu vào cái cung đùi. Có một cái kiểu đơn giản nữa là cái kiểu là chỉ đóng cái lỗ thoát vị lại thôi mà không có tái tạo thành bụng. Cái phương pháp lớn tiếp theo, và đây cũng là một cái chương rất lớn, đó là phương pháp dùng vật liệu nhân tạo để tái tạo thành bụng. Cái phương pháp màu mỡ thì điển hình và phổ biến nhất đó là phương pháp Lichtenstein. Phẫu thuật nội soi thì có hai phương pháp này người ta đang ứng dụng, đó là phương pháp TAP và phương pháp TEP. Thế thì những cái phương pháp này đó là những cái chương rất lớn, tôi sẽ trình bày cụ thể ở những cái video khác. Ở đây tôi sẽ trình bày một cách tóm tắt nhất để các bạn nằm ở cái trình độ đại học các bạn nắm được. Còn những cái bạn ở trình độ sau đại học thì vui lòng theo dõi thêm những cái video sau. Và tất nhiên những cái bạn ở trình độ đại học nếu muốn tìm hiểu sâu thì các bạn sẽ theo dõi tiếp. Slide tiếp là về chỉ định phẫu thuật và phương pháp vô cảm. Về mặt chỉ định phẫu thuật chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó là hướng lớn, chỉ định theo lứa tuổi. Ở cái lứa tuổi trẻ sơ sinh thì người ta chỉ định là mổ càng sớm càng tốt và thường là trên 6 tháng tuổi. Ở đây người ta nghiên cứu rồi và có tác dụng tốt. Thế cái phương pháp áp dụng là đóng cái lỗ thoát vị đơn thuần, có hoặc không có dùng cái vật liệu nhân tạo, nhưng đây là vật liệu nhân tạo sinh học tự tiêu, có thể là mổ mở hoặc là mổ nội soi. Thì hiện tại hầu hết là người ta mổ nội soi. Ở cái trẻ mà người ta nghiên cứu luôn rồi là dưới 13 tuổi thì người ta dùng cái phương pháp là đóng cái lỗ thoát vị đơn thuần, có hoặc không dùng cái vật liệu nhân tạo sinh học. Thế cái vật liệu nhân tạo sinh học này vì sao? Bởi vì là nếu những cái ca nào mà nó lỗ hoặc là túi thoát vị lớn, thành bụng yếu thì người ta dùng thêm. Như thế là đủ. Thế thì ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên là từ 13 đến dưới 18 tuổi, thì ở cái lứa tuổi này người ta làm đủ 3 cái bước. Thứ nhất là đóng lỗ thoát vị, bước tiếp theo là tái tạo thành bụng, và bước nữa là phải dùng vật liệu nhân tạo. Ở đây thì người ta dùng vật liệu nhân tạo của tự tiêu sinh học. Bởi vì những cái lứa tuổi này thì những cái thanh thiếu niên này vẫn còn phát triển, cơ vẫn còn lớn lên được, do đó người ta phải dùng cái vật liệu tự tiêu. Thế còn ở người lớn thì người ta làm đủ 3 cái bước, nhưng chú ý là người ta sẽ dùng vật liệu nhân tạo không tiêu. Về mặt phương pháp vô cảm thì có 3 cái phương pháp vẫn đang
được áp dụng là phương pháp vô cảm tê tại chỗ, tê vùng và vô cảm toàn thân. Thế thì tê tại chỗ, cái bài giải phẫu vùng bẹn tôi đã trình bày rồi, các bạn vui lòng xem lại ở cái bài, ở cái slide thần kinh chi phối vùng bẹn. Về vô cảm vùng hay tê tủy sống thì các bạn chú ý theo cái khoanh đoạn tủy chi phối vùng bẹn này L1. Thế nhưng người ta thường gây tê từ L23 đến L45 trở xuống. Về gây mê hay là vô cảm toàn thân thì có gây mê nội khí quản hay là mê tĩnh mạch. Đây là những chuyên khoa sâu, các bạn vui lòng học chuyên khoa gây mê. Ở đây tôi sẽ trình bày cho các bạn đào nắm được những cái phương pháp chung nhất. Tiếp theo về mặt phẫu thuật thì tư thế bệnh nhân có hai loại, mổ mở và mổ nội soi đặt nằm khác nhau. Mổ mở thường thì bệnh nhân nằm ngửa, hai chân khép, hai tay khép. Phẫu thuật viên chính thì đứng ở cái bên cùng với bên thoát vị, ví dụ bên này là bên phải thì phẫu thuật viên chính đứng ở bên phải. Phụ 1 thì đứng bên đối diện, phụ 2 thì đứng cùng bên với phẫu thuật viên chính. Còn phụ dụng cụ thì đứng bên đối diện với phẫu thuật viên chính nhưng ở dưới chân. Về mổ nội soi thì thường mổ nội soi là phải tạo cái trường mổ, thì bệnh nhân phải xoay trở như thế nào để cho tạo một cái vùng mổ, trường mổ tốt nhất. Nếu nằm ở bên phải, tức là cái vị trí mổ ở bên phải, thì bệnh nhân phải đầu thấp và nghiêng sang trái. Tương tự cho vị trí ngược lại, phẫu thuật viên chính thì đứng đối diện như tôi đã trình bày trên hình đây. Tiếp theo là các thì phẫu thuật cơ bản. Tôi trình bày đây là các thì phẫu thuật cơ bản, nên những video sau này tôi sẽ trình bày những điều đặc sắc, những điểm đặc biệt của từng loại phẫu thuật. Ví dụ Bassini có gì là đặc biệt, Sudai có gì là đặc biệt. Còn những thì phẫu thuật cơ bản thì tôi đã trình bày ở video này. Nếu các bạn ở video sau mà chưa hiểu, chưa nhớ thì vui lòng xem lại video này. Cái thì thứ nhất là thì ở bộc lộ tổn thương, rạch da. Có người thì rạch da khoảng 5 cm, nhưng có người thì phải rạch rộng hơn. Và cũng tùy theo từng loại thoát vị, ví dụ thoát vị lớn, thoát vị nghẹt thì chúng ta đương nhiên phải rạch da rộng hơn. Đường rạch là song song với cung đùi, bắt đầu từ gai mu lên trên khoảng 5 cm song song với cung đùi. Tiếp theo là qua các lớp, cái phần này tôi đã trình bày trong cái video là giải phẫu vùng bẹn rồi, các bạn sẽ xem lại. Mở cân cơ treo lớn và bóc tách bộc lộ là lấy thường tình. Thì tiếp theo là thì xác định tổn thương là cái gì. Thì chúng ta phải khẳng định được là bệnh nhân là thoát vị trực tiếp hay là thoát vị gián tiếp. Nếu thoát vị trực tiếp thì nằm ở bên ngoài bao sơ trùng. Nếu thoát vị gián tiếp, tức là thoát vị bẩm sinh, thì túi thoát vị nằm trong bao sơ trùng, thì chúng ta mở bao sơ trùng ra để chúng ta kiểm tra. Ở cái thì này chúng ta có thể phối hợp được với bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân tỉnh thì chúng ta yêu cầu bệnh nhân dặn hoặc ho. Nếu không, nếu như bệnh nhân gây mê, thì lúc đó chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc là chúng ta phải đánh giá theo kinh nghiệm của bác sĩ mổ. Ở cái thì tiếp theo là thì xử lý tổn thương. Sau khi chúng ta xác định được đó là cái thoát vị gì rồi thì chúng ta phải xử lý tổn thương. Cái bước đầu tiên đó là bước cắt và đóng cái lỗ thoát vị. Nếu là chỉ thoát vị gián tiếp thôi, thoát vị trực tiếp ở đây, nếu chỉ là thoát vị trực tiếp thôi thì chúng ta chỉ khâu vùi túi thoát vị lại, nếu cái tạng này nó không dính vào bao thoát vị nha. Còn nếu dính chúng ta phải mở ra để chúng ta giải phóng. Nếu cái tạng này mà tự do, chúng ta chỉ cần khâu vùi cái túi thoát vị này lại như thế này và chúng ta tái tạo thành bụng thông thường. Nếu mà là thoát vị gián tiếp thì chúng ta phải bộc lộ giải phóng cái thoát vị đến tận cái lỗ thoát vị sâu, tận cái lỗ bẹn sâu và để chúng ta cắt bỏ giải phóng nó. Cái bước tiếp theo là cái bước phải tái tạo thành bụng.
Đây lần lượt các phương pháp. Thứ nhất là phương pháp Halmstead, mặc dù nó ít được áp dụng nữa nhưng vẫn phải trình bày, tại vì nó là mang tính chất về y văn và một số nơi, một số bệnh nhân người ta vẫn áp dụng. Đặt thường tinh nằm trước hai bình diện. Các bạn nhìn thấy đây, đây là thường tinh. Tiếp theo là đặt thường tinh nằm giữa hai bình diện. Có hai phương pháp điển hình hay được áp dụng là Bassini và Sundai. Bassini thì người ta sẽ các mũi khâu rời như thế này, còn Sundai là các mũi khâu vắt. Những cái phương pháp này tôi sẽ trình bày chi tiết ở những cái video khác. Ông mắc vây, đây ông sẽ khâu tái tạo vào cái dây chằng Cooper và đặt lưới các phương pháp Lestente. Tiếp theo là thì đóng ra. Thế thì có bệnh nhân thì người ta sẽ đóng ra thẩm mỹ, có bệnh nhân người ta đóng ra mũi rời, và tùy từng trường hợp có hay không người ta sẽ kèm theo đặt dẫn lưu vào cái hố mổ này. Thế thì phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn đó là một chương lớn nữa, nhưng ở đây tôi sẽ trình bày một cách khái quát nhất. Loại thứ nhất là chỉ đóng cái túi thoát vị thôi mà không dùng mesh. Cái loại này thì hay dùng cho cái thoát vị bẹn bẩm sinh và ở trẻ con hoặc là trẻ sơ sinh, chỉ định tôi đã nói phía trước rồi. Cái loại tiếp theo, cái loại là người ta sẽ phẫu tích ra và người ta rõ các thành phần, ví dụ là hố bẹn ngoài, hố bẹn trong, lỗ thoát vị ở đâu, thành phần gì, khâu với thành phần gì, người ta phải phẫu thuật phẫu tích rõ ràng ra để người ta tái tạo. Và các bạn chú ý ở đây nhá, trong cái bài giải phẫu vùng bẹn tôi cũng đã nói rõ cái tam giác đau và cái tam giác tử thần, thì các bạn chú ý đừng phẫu phạm phải. Cái phương pháp điển hình nữa mà phẫu thuật nội soi hiện tại người ta hay áp dụng đó là tái tạo thành bụng có đặt mesh, đó là phương pháp TEP. Phương pháp TEP là cái phương pháp là viết tắt của cái từ Transabdominal Preperitoneal Repair, tức là phẫu thuật nội soi tái tạo thành bụng qua phúc mạc. Đó. Cái phẫu thuật thứ hai là cái phẫu thuật mà hoàn toàn ngoài phúc mạc là totally, là TEP, totally extraperitoneal repair, là tái tạo thành bụng hoàn toàn ngoài phúc mạc hoặc là ngoài phúc mạc hoàn toàn. Đây là những cái chương lớn mà sau này tôi sẽ trình bày sâu cho các bạn ở sau đại học. Còn các bạn ở trình độ đại học có thể nắm tới đây. Nếu muốn tìm hiểu sâu thêm để biết thêm hoặc là có thể để kiếm điểm nhiều hơn, cao hơn thì các bạn nên tìm hiểu sâu hơn nữa. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và mong các bạn chăm chỉ học hành để nắm vững được kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại.